Xin chào tất cả các bạn đến với nhà đẹp Cansehic. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại chung cư Blue Sky ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chị Mai vừa mới mua một căn hộ ở đây. Bây giờ chị muốn cải tạo lại các vách tường và các phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và các ô vệ sinh. Nên chị nhờ 2X đến để khảo sát và thiết kế cho chị về nội thất và sửa chữa nội thất. Bây giờ chúng ta sẽ vào quá trình khảo sát cho nhà chị Mai. Đến đây này là cái chỗ này là một phòng ngủ nữa. Nhà phòng ngủ. Tháo bên trên dần ra. Đây cái phòng này là một phòng ngủ nữa này. Sau phòng ngủ này là một cái nữa này. Một cái góc này. Đây để em có cái em có cái bản vẽ cũ đây, bản vẽ cũ. Em có gửi chị bản vẽ mà. Này nhìn cái anh nhìn cái bản vẽ đi. Chuyển phù hợp quá đi được phải. Qua, không có Viber đúng không? Không có Viber. Zalo được. Gọi chụp hình lên lại. Gọi Zalo được. Chụp hình lại. Mà xây nó lại đi. Đây, có Zalo. Rồi Zalo. Đây, em gửi cho. Xây dựng đất đi. Không, em gửi cho anh. Đang đang bị đang đây là một phòng ngủ là ở đây rồi này. Phòng tiếp theo này cũng là phòng ngủ này. Phòng hai bên cửa nó sát nhau luôn này. Đây này, cái chỗ này này. Ông này ông đem ông vợ. Đây nha, đây là phòng khách nhá. Cửa vào mình đâu? Đây cửa vào mình đây. Đây phòng khách này đây, cửa vào mình đây. Đây cửa vào đây này. Em mình vào đây này, đúng không? Rồi, đây là mình vào đây như thế này. Thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên này. Đây chính là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ thứ hai ở đây này. Rồi. Rồi tiếp theo là phòng ngủ thứ ba, bởi vì cái nhà này ngay cái đấy là bức tường thì nhà này lại làm vô lại đập cái bức tường đây, lại đẩy lùi bức tường này, thành ra cái chỗ này thì nó lại chứ đáng lẽ của nó là chỗ này là bức tường này. Đúng rồi, chỗ này là bức tường. Đây là hai cái bức tường này thì cái mà chị đang thấy rất là chị nghĩ là cái phòng ngủ lớn như thế này cũng được rồi, nếu như mình có thể làm được cái phòng phủ nhỏ dừ đến ngang đây, nhưng mà như thế thì cái tủ quần áo này á thì lại là nó là nằm phía ngoài, có nghĩa một lần mình thay đồ thì mình phải lấy đồ từ trong này, và cái phòng ngủ này thì tự nhiên cái nhà tắm này thì trở thành nhà tắm share. Đúng rồi, đúng rồi, cái này hai phòng thôi, cái này ngăn được hai phòng này. Nhưng mà ngăn hai phòng này á thì cái cửa nó như thế nào, bởi vì cái phòng này á đây là phòng ngủ chính thì cái toilet này nằm cũng phòng ngủ chính thì ra đằng đấy thôi. Này đây một cánh cửa mở vô này, ngủ bất tiện nhỉ. Đó, nó là bất tiện cái chỗ đấy đó, tại vì cái nhà này người ta đẩy hết thành đấy. Tại sao mà chị không ngưng một chương đúng trả giá với bà kia là chị đồng ý 80 là vì bà giờ nếu mà muốn làm lại như cũ á thì là cái này nó đi vô một tí á, cho coi nào. Mà đây lối vào đây, hai cái phòng này chỉ thấy là bằng nhau đó, đây chỗ này à, vậy này, à cái tường xây ra đây này, không cái tường ra đây này, thế thì cái phòng này ngủ mà này cái tường, không cái toilet là nằm đây. Toilet đúng là toilet chung. Toilet là toilet chung chứ không phải là toilet riêng. Toilet riêng đây này, cái cửa đây này. Đây. Cửa này. Toilet cửa này của này. Cái phòng này, của phòng này. Toilet này là của cái phòng này. À vậy này. Thì cửa nằm đây. Đây có đây, cái cửa. Đây có cái cửa đúng rồi. Đó. Đây có cái cửa. Cửa nằm ngay đây này. Cửa nằm đây này.